Như Bình từ Trung tâm Truyền hình Quốc tế IBC tại Hà Nội. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ấn tượng SEA Games của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 trên các hạ tầng mạng xã hội HTV và ứng dụng HTVC. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chính là ngày thi đấu đầu tiên chính thức sau buổi lễ khai mạc vào buổi tối ngày hôm qua và các vận động viên Việt Nam đã mang về rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ thể thao nước nhà. Ở môn đấu kiếm, chàng trai vàng Vũ Thanh An chính là người lĩnh ấn tiền phong. Thưa quý vị, ngay trong ngày ra quân thì vận động viên Vũ Thanh An đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Thành tích này sẽ tạo ra một động lực rất lớn để đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tiếp tục đạt gạch hái được nhiều thành công hơn nữa trong các ngày thi tiếp theo. Lãnh ấn tiên phong với nhiệm vụ giành huy chương vàng đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam, kiếm thủ Vũ Thanh An đã không khiến mọi người thất vọng. Dễ dàng vượt qua các đối thủ ở vòng loại, nhưng từ vòng bán kết, nam thần của đấu kiếm Việt Nam đều gặp những đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan. Sau khi thắng Ruan Rik ở bán kết, nhà vô địch 5 huy chương vàng SEA Games đã tiếp tục có chiến thắng thuyết phục trước Srinivasan để lần thứ 6 giành huy chương vàng SEA Games. Huy chương đầu tiên này nó mang cái ý nghĩa là huy chương vàng, nhưng mà nó mang ý nghĩa rất lớn để cho tiếp tục ở trận đồng đội. Nó sẽ đem lại cái niềm tin cho đồng đội, bởi vì nếu hôm nay mình đánh không tốt thì đồng đội nó sẽ kéo theo cả một cái đồng đội xuống. Thì em rất muốn là từ cái huy chương cá nhân này mình tiếp tục mình sẽ làm hoàn thành nốt nhiệm vụ là huy chương đồng đội. Trong bối cảnh dịch bệnh không có nhiều cơ hội để tập luyện, nhưng Vũ Thanh An vẫn luôn duy trì được phong độ, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của đấu kiếm Việt Nam. Thưa quý vị, chuyến hành trình săn vàng của tuyển rowing Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 tiếp diễn trong ngày hôm nay 13 tháng 5 tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, trong đó có cả người thân gia đình, đã mang đến những chất xúc tác mạnh mẽ để các vận động viên tiếp tục gặt hái thêm thành công trên đường đua. Bốn cô gái Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lý và Lường Thị Thảo ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 máy chèo đã thể hiện đầy ấn tượng. Họ liên tục bỏ xa các thuyền của Indonesia, Philippines và Thái Lan trước khi về đích với thời gian 7 phút 11 giây 32, mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho rowing Việt Nam tại SEA Games năm nay. Tấm huy chương vàng thứ 4 của rowing Việt Nam đến ở nội dung thuyền đôi nữ 1 máy chèo của Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo với thành tích 8 phút 11 giây 55. Bỏ xa đội thuyền về nhì của Indonesia gần 10 giây. Lần lượt thi đấu thành công ở hai nội dung trong ngày hôm nay, Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Thảo tiếp tục bổ sung thêm vào bộ sưu tập thành tích của mình tấm huy chương vàng thứ 6 qua các lần tham dự SEA Games. Tấm huy chương mà tụi em đạt được đều là mang một cái ý nghĩa riêng của mỗi tấm huy chương, nhưng mà đấy là những cái tấm huy chương mà tụi em được thi đấu lần đầu tiên ở trên sân nhà, nên là hiện tại tụi em cảm giác rất là vinh dự, rất là hạnh phúc. Bước ra mọi người hô nên em giật mình, em quay lại ôi rồi sao mà đông thế. Chính bản thân em và em cũng cảm giác rất là ngợp. Mình phải càng phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để làm sao không phụ lòng khán giả. 4 huy chương vàng ở cả 4 nội dung tham dự sau 2 ngày thi đấu, rowing nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục và khu vực. Chiều nay tại Cung thể thao Quần ngựa Hà Nội, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam bắt đầu hành trình tìm kiếm huy chương SEA Games 31 với nội dung đồng đội và cá nhân toàn năng nam. Thưa quý vị, đúng như kỳ vọng, với sự đồng đều trong đội hình và tâm lý thi đấu tốt trước khán giả nhà, các chàng trai của tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đã có màn chào sân SEA Games 31 ấn tượng. Sau khởi đầu suôn sẻ ở nội dung bài thi thể dục tự do, bản lĩnh của những gương mặt kỳ cựu Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng cùng sức trẻ của lớp kế cận Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện tiếp tục được thể hiện ở các môn thi còn lại. Khép lại sau nội dung thi đấu với tổng số điểm 331 điểm 250, vượt xa các đối thủ, các chàng trai đã mang về tấm huy chương vàng đồng đội nam, huy chương vàng đầu tiên cho môn thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà. Còn hôm nay phải nói đúng là các vận động viên chúng ta là phát huy rất tốt ở các nội dung luôn, là chúng ta đã bỏ xa đội bạn, chúng ta đã giành được tấm huy chương vàng đồng đội. Bọn em đây đa phần đều là lần đầu tiên tham gia SEA Games hết, thế là đấy, mọi người phát huy được này là rất là tốt rồi. Em rất là vui mọi người được như thế. Ở nội dung cá nhân toàn năng nam, vận động viên Carlos Yulo của Philippines không ngoài dự đoán đã giành huy chương vàng. Tài năng sáng giá nhất của thể dục thể thao Việt Nam, Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành xếp kế tiếp giành huy chương bạc và huy chương đồng. Khởi đầu thành công, hy vọng tuyển thể dục dụng cụ nam của Việt Nam tiếp tục gặt hái thêm nhiều huy chương ở các nội dung vô địch đơn môn. Thưa quý vị, Kuras đã có một kết thúc thành công ở kỳ SEA Games lần này. Còn vũ sư Việt Nam cũng có một ngày ra quân đầy hứng khởi với màn thể hiện vô cùng xuất sắc của hai gương mặt kỳ cựu Phạm Quốc Khánh và Dương Thúy Vi. Phạm Quốc Khánh và Dương Thúy Vi là hai trong số những võ sĩ kỳ cựu nhất của đội tuyển Wushu Việt Nam
và họ đã cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Ở tuổi 32, Quốc Khánh không để những chấn thương trước giải ảnh hưởng đến phần thi của mình. Từng 3 lần vô địch SEA Games, võ sĩ người Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh để giành tấm huy chương vàng với số điểm 9.70, chỉ nhiều hơn 0.02 điểm so với huy chương bạc Lee Wai Leong Kanvin của Malaysia. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui sướng, có thể nói là không gì có thể tả nổi được. Ngày hôm nay tất cả những cái thuận lợi nhất, những cái tốt nhất đều dành cho mình, nên là mình đã hoàn thành được cái bài thi của mình với một cái phong độ và một cái kỹ thuật tốt nhất. Đây là tấm huy chương vàng thứ tư tại SEA Games của Phạm Quốc Khánh sau 23 năm thi đấu. Càng ngọt ngào và trọn vẹn hơn cho anh khi giành vinh quang ngay trên sân nhà. Tương tự, Thúy Vi trong lần tái xuất SEA Games sau 5 năm trở lại cũng đã vượt qua áp lực để giành huy chương vàng kiếm thuật một cách thuyết phục. Cái việc tập luyện quá căng thẳng không thể giải tỏa được rồi là áp lực từ nhiều phía. Nên là bản thân em cảm giác là bây giờ có thể tạm thời hôm nay là có thể nghỉ ngơi một chút được rồi ạ, để dành sức cho ngày mai tiếp tục cố gắng ạ. Huy chương vàng SEA Games 31 hôm nay cũng chính là món quà mà võ sĩ sinh năm 1993 tự tặng cho mình nhân dịp tròn tuổi 29. Huy chương vàng thứ 5 sau 5 kỳ tham dự SEA Games giúp Thúy Vi trở thành một trong những võ sĩ Wushu Việt Nam giàu thành tích nhất. Và đây cũng là động lực giúp cô hướng đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tâm lý thoải mái giúp các vận động viên của RAS Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng, tiếp tục gặt hái thêm những thành công. Nguyễn Thị Thanh Trâm xuất sắc đánh bại đối thủ người Myanmar trận chung kết hạng cân dưới 70kg, mang về huy chương vàng thứ 7 cho tuyển Việt Nam. Chung cuộc đội tuyển của RAS Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn, tái lập thành tích như tại Philippines cách đây 3 năm và sớm vượt chỉ tiêu đề ra. Đội là cố gắng hết mình, là ai cũng có thể là huy chương vàng, cho nên là mọi người đều quyết tâm hết sức để có thể đứng lên mục cao nhất. SEA Games thành công rực rỡ với Courage Việt Nam có được từ sự chuẩn bị chu đáo của toàn đội với chuyến tập huấn hiệu quả hồi đầu năm tại Uzbekistan, quê hương của môn vật này. Sau giải vô địch châu Á hồi tháng 3, đạt được điểm rơi phong độ tốt cộng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, các võ sĩ Việt Nam đã có một kỳ đại hội hết sức như ý. Thì trước mắt là từ giờ đến cuối năm là đội sẽ tập trung vào giải đại hội toàn thể thao toàn quốc. Cái đó thì cái nhiệm vụ của các đơn vị. Thế nhưng mà trên đội tuyển quốc gia thì ban huấn luyện cũng sẽ vẫn đưa vào các cái giáo án và những cái chương trình tập luyện để chuẩn bị cho kỳ đại hội đó. Lần thứ hai được đưa vào thi đấu tại SEA Games, Kuras đang được coi là mỏ vàng mới của thể thao Việt Nam. Tiếp sau 7 tấm huy chương vàng đã đạt được, cần có một kế hoạch dài hạn để giữ vững phong độ cho các vận động viên chủ lực và xây dựng đào tạo lực lượng kế cận có hệ thống. Bởi những năm qua, các vận động viên của RAS chủ yếu chuyển qua từ các môn vật khác, nhất là judo. Hôm nay cũng có một môn thi đấu rất được chờ đợi, đó chính là môn thể dục thể hình với sự trở lại kể từ kỳ SEA Games 2013 tại Myanmar. Xin mời quý vị hãy cùng đến với tâm điểm trong ngày cùng chiến thắng thuyết phục của các lực sĩ thể hình. Vâng, thưa quý vị, một ngày thi đấu vô cùng tuyệt vời khi đã gần 10 năm rồi thì môn thể hình mới quay trở lại với đấu trường SEA Games. Và có thể nói là ngay trong ngày đầu ra quân thì đội tuyển thể hình Việt Nam đã thi đấu rất thành công khi trong 3 nội dung thì chúng ta đã giành được 2 tấm huy chương vàng. Và bây giờ đây là những người vô địch. Huy chương vàng đầu tiên thuộc về lực sĩ Phạm Văn Mắt ở hạng cân dưới 55kg nam. Anh không gặp nhiều khó khăn khi có vẻ đẹp hình thể vượt trội so với các đối thủ đến từ Malaysia và Myanmar. Khó khăn lớn nhất của Phạm Văn Mách là vượt qua chính mình khi chịu nhiều áp lực vì từng là nhà vô địch thế giới và châu Á. Đặc biệt ở tuổi 46, kế hoạch tập luyện và ăn uống của Mách cũng thay đổi nhiều so với những năm trước để giữ được những khối cơ đẹp và sắc nét. Tấm huy chương vàng này càng ý nghĩa hơn khi anh cũng từng giành huy chương vàng tại SEA Games 2003 ở Việt Nam cách đây 19 năm. Không biết sao để tả nổi, tại lần trước á, là tại Việt Nam rồi là rất là hào hứng rồi, rất là hứng khởi rồi. Và lần này 19 năm mới trở lại một lần nữa. Đây là một sự trở lại cho tạo thêm động lực cho các vận động viên của Việt Nam, đặc biệt đối với Mách sẽ phấn đấu ngày càng tốt hơn. Và đặc biệt SEA Games này đã đạt được huy chương rồi. Đây là một cái động lực rất là lớn để Mách tiếp bước tiếp những cái hành trình tiếp theo. Tiếp sau đàn anh, lực sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh Đặng Thanh Tùng đã thi đấu xuất sắc trong phần thi quy định và bài tự chọn với nhạc, giành huy chương vàng hạng cân dưới 65kg nam, huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tùng giành tấm huy chương này cho tất cả các thầy các cô, cho vợ, cho con Tùng và cho tất cả những người yêu thương Tùng và tất cả những người đã ủng hộ Tùng trong suốt chặng đường Tùng tập luyện và thi đấu. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Trong khi đó, vận động viên Phạm Văn Phước đã giành huy chương bạc hạng cân dưới 60kg nam. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với 3 nội dung, tuyển thể hình Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Môn thể hình SEA Games sẽ tiếp tục thi đấu đến hết ngày 15 tháng 3. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được ở môn kickboxing, vận động viên Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Thị Hằng Nga đã thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng hạng cân 51kg nam và 48kg nam của nữ. Và xin chúc mừng cho ngày thi đấu đầu tiên với rất là tuyệt vời của các tuyển thủ Việt Nam. Và thông tin cuối chính là bảng tổng sắp huy chương tính đến thời điểm 19 giờ buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. So bright for everyone who will try together.